đồ gỗ nội thất cao cấp sang trang. Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị em. Thì hôm nay cơ sở chúng em mới lên hai bộ minh đế bằng chất liệu gỗ vô cùng tuyệt vời anh chị em ạ. Như quý vị anh chị em đã biết, cơ sở chúng tôi là một trong những đơn vị chuyên sâu sản xuất các sản phẩm như thế này. Và chất liệu để làm nên một bộ ghế minh đế có tính chất vân tự nhiên cực kỳ xuất sắc được cơ sở chúng tôi làm từ một chất liệu gỗ rất đẹp. Xin được bật mí với quý vị anh chị em. Đấy, thì đây là hàng tất tần tật còn để nguyên mọc, vân cực kỳ xuất sắc. Với những bộ ghế như thế này thì cơ sở chúng em làm theo đơn đặt hàng của khách, và hàng này hàng còn để nguyên mọc anh chị em ạ, chưa có gắn, vẫn còn để tháo rời. Đây còn để ngơi vách đây ạ. Đấy, chọn những cái vân gỗ độc lạ tự nhiên đẹp nhất để làm nên cho quý vị anh chị em, thì rất mong được sự ủng hộ của quý vị anh chị em. Nếu quý vị anh chị em có nhu cầu, vui lòng qua kênh YouTube đồ gỗ sang trang, đăng ký kênh để sớm nhận được những sản phẩm, những video, những tác phẩm đồ gỗ mỹ nghệ nội thất cao cấp được cơ sở chúng tôi làm. Xin trân trọng cảm ơn.